Xin chào toàn thể anh em đồng bóng thân thương và theo dõi cảm show. Ở trong những số trước của giờ ra sao thì chúng ta đã nói tới một cầu thủ Pháp từng rất nổi tiếng, đó là thủ thành Fabian Barthez. Anh đã chuyển từ công việc thủ môn sang một cái công việc nó đam mê và đầy tốc độ hơn, đó là một vận động viên đua xe chuyên nghiệp. Vậy thì một cái cầu thủ khác cũng cùng thời với lại Fabian Barthez, đó là hậu vệ cánh trái Vicente Lizarazu. Đây cũng là một cái cầu thủ cực kỳ nổi tiếng, một cái cơn lốc thật sự bên hàng lang cánh trái của Le Bleu luôn, trong cái giai đoạn cũng là 98-2000 luôn, cùng với thành Barthez. Thì Vicente Lizarazu, người từng mặc áo số 69 tại Bayern Munich, giờ ra sao? Nhắc đến kỷ nguyên vàng của bóng đá Pháp thì tuy phòng ngự có lẽ không được để ý đến quá nhiều khi những Zinedine Zidane, Thierry Henry, Patrick Vieira, Claude Makélélé hay Franck Ribéry đều là những cầu thủ cực kỳ xuất sắc và chiếm trọn spotlight của những Fabian Barthez, Lilian Thuram hay Vicente Lizarazu, một tài năng, một đóa hoa nở muộn của nhà vô địch World Cup 98. Dù sở hữu một khuôn mặt điển trai và nụ cười có mức sát thương cực cao với phái nữ, nhưng Lizarazu không hề chọn cho mình một lối chơi đúng đỉnh giống như nhiều nghệ sĩ sân cỏ khác, mà thay vào đó, mỗi khi nhìn vào sự nghiệp của cầu thủ sinh ra ở thị trường Basque, người ta lại liên tưởng ngay tới cụm từ nhân chứng sống cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể hoàn thành ước mơ của mình. Sinh ra và lớn lên tại Saint-Denis, một thị trấn Basque thuộc phía đông nước Pháp, cậu bé Vicente Lizarazu đã trải qua hơn 10 năm an tập với trái bóng tròn trong một câu lạc bộ Le Atlantis Hendaye, một câu lạc bộ trẻ địa phương, trước khi chính thức bước chân vào bóng đá chuyên nghiệp và bắt hợp đồng với Bordeaux vào năm 1986. Nếu như bạn để ý về chi tiết một cầu thủ trẻ dành ra tận 10 năm chỉ để an tập tại đúng một câu lạc bộ nhỏ ở địa phương thì chắc hẳn có điều gì đó không được bình thường, và chi tiết đó nằm ở thể hình của hậu vệ sinh năm 69 khi anh chỉ cao 1m69, cùng với đó là kỹ năng chơi bóng không quá nổi trội ở vị trí hậu vệ cánh. Những chi tiết đó biến Lizarazu trở thành một cái tên vô cùng tầm thường và chỉ thường xuyên ra sân ở những trận đấu dự bị cho đội bóng vùng Aquitaine. Thậm chí anh còn bị gán cho cái tên kẻ vô danh ở Chaban de Mars. Tuy nhiên, Lizarazu đã chứng minh cho người ta thấy rằng dù anh không có những kỹ năng chạy bóng thiên phú như những người đồng nghiệp, thế nhưng hậu vệ sinh năm 69 đã được ông trời ban cho ý chí mà ai cũng phải ngước nhìn. Thay vì thả trôi cuộc đời hay bỏ dở ước mơ về trái bóng tròn, Vicente Lizarazu lại điên cuồng lao vào tập luyện để có thể cải thiện những điểm yếu của mình. Sau bao năm tháng miệt mài phòng gym và ngoài sân tập, những nỗ lực của cậu bé đến từ xứ Basque đã được đền đáp xứng đáng khi Lizarazu ngày càng chiếm được lòng tin của huấn luyện viên Gennaro và là nhân tố vô cùng quan trọng trong chiến dịch giành danh hiệu vô địch Inter Toto Cup vào năm 1995, và cùng với Zidane, Dugarry tạo nên một thế hệ vàng vô cùng tự hào của Bordeaux. Nếu may mắn hơn nữa, đại diện nước Pháp có thể đánh bại được Bayern Munich để nâng cao chức vô địch UEFA Cup vào chính mùa bóng đó. Tuy nhiên, điều đó cũng là đủ để đưa cái tên Lizarazu ra khỏi ranh giới quê hương Pháp. Dù xuất thân là một hậu vệ chạy cánh trái truyền thống, nhưng cầu thủ sinh năm 69 có thể thi đấu vô cùng đa năng ở hành lang trái. Khả năng lên công về thủ nhịp nhàng trong suốt 90 phút và điểm yếu thể hình được bù đắp bằng nền tảng thể lực vô cùng bền bỉ và lòng quyết tâm coi trung từng pha tranh chấp bóng, biến Lizarazu trở thành món hàng hot đối với các ông lớn châu Âu. Và Bayern Munich đã may mắn có được sự phục vụ của anh vào năm 97 sau một năm 96 không mấy thành công trong mùa áo Athletic Bilbao. Dù chuyển sang thi đấu cho đội bóng nước Đức vào độ tuổi có thể coi là tương đối muộn màng, cụ thể là ở tuổi 27, nhưng đó không phải là lý do để Lizarazu giảm cường độ tập luyện hay buông thả bản thân. Rất nhiều đồng đội của anh trong mùa áo hầm xám thậm chí còn than trời khi nhìn thấy Lizarazu tập như một con bò mộng trong phòng gym và luôn thực hiện những bài tập khó và đòi hỏi nhiều thể lực. Nếu như thời điểm đó từng có nhận định Bundesliga không phải là miền đất lành cho cầu thủ chuyển từ Lyon, thì Lizarazu đã chứng minh cho giới dư luận rằng câu nói này không hề dành cho anh. Hình ảnh chiếc áo 69 xuất hiện trên bản tin thông báo đội hình ra sân của Bayern đã trở thành điều gì đó quá đỗi quen thuộc với những người xem thời điểm đó. Không quen thuộc sao được khi Lizarazu luôn giữ cho mình tinh thần chiến đấu cũng như mức thể lực ở mức cao nhất nhờ vào những ngày tháng miệt mài tập luyện. Chiếc áo số 69 không đơn giản là năm sinh của hậu vệ này, mà nó còn là chiều cao cũng như cân nặng của Lizarazu, số cân mà anh có được đa số từ những nhóm cơ cuồn cuộn trên cơ thể. Hoặc có thể số 69 cũng còn một ý nghĩa nữa, nhưng nghĩa này thì cả một các bạn có thể tự nghĩ ra. Kết thúc sự nghiệp cầu thủ vào năm 2006 với 5 chiếc vô địch Bundesliga, 5 lần vô địch cúp quốc gia, 4 lần đăng quang siêu cúp Đức, 1 danh hiệu Champions League và 1 cúp xuyên lục địa. Câu nói cuối cùng khi rời xa sân cỏ: gia nhập Bayern Munich chính là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời tôi. Quốc cừu cầu thủ Bordeaux chính là lời kết không thể viên mãn hơn cho Lizarazu ở sự nghiệp câu lạc bộ. Còn trong mùa áo tuyển quốc gia Pháp, World Cup 98 được tổ chức trên quê hương chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của Lizarazu,
khi anh chính là nhân tố cực kỳ quan trọng trong hành trình lên đỉnh thế giới của Leblanc. Chính những đóng góp vô cùng đáng kể của hậu vệ sinh năm 69 đã biến anh thành nhân vật không thể thiếu của những chú gà trống của loa ở vòng chung kết Euro 2000 diễn ra ở Hà Lan và Mỹ. Và một lần nữa những chú gà trống lại cất cao tiếng gáy ở giải đấu cao nhất của cựu lục địa khi có sự chắc chắn của bộ tứ Blanc Bessay, Thuram Lizarazu cùng với một hàng công hủy diệt với Trezeguet, Henry cùng với đó là tài thao lược của Roger Lemar. Luôn thúc ép bản thân trải nghiệm những điều mới, Vicente Lizarazu đã lập tức thử sức với môn võ Jiu-Jitsu, một môn võ nhu thuật của Brazil, và cùng với quyết tâm to lớn như tình cảm dành cho quả bóng tròn, 18 tháng ăn tập với môn võ này đã giúp cựu cầu thủ của Bordeaux có được danh hiệu đầu tiên ở một thể thao mới với chiếc vô địch hạng nhẹ châu Âu. Không chỉ ở con đường thể thao, Vicente Lizarazu cũng rất tích cực trong giờ học vấn khi tới học chuyên ngành truyền thông của Đại học Game và có được tấm bằng thạc sĩ vào năm 2013 trước khi dấn thân vào những môn thể thao trải nghiệm mới lạ. Đơn cử là những môn thể thao dưới nước khi Lizarazu đã từng một lần công khai lướt ván, chèo thuyền và lặn là những đam mê thực thụ của anh. Bên cạnh khoảng thời gian tận hưởng cho bản thân, hậu vệ trái sinh năm 69 còn có những hoạt động xã hội vô cùng ý nghĩa với việc quyết định thành lập một hiệp hội môi trường với mục đích tạo ra các chiến dịch làm sạch các bờ biển châu Âu sau thời điểm xảy ra sự cố tràn dầu của tàu Prasti trên vùng biển Galicia gần Bồ Đào Nha. Và đương nhiên, với sức ảnh hưởng trên sân cỏ vốn có từ trước, không khó để cựu hậu vệ của Bayern gây dựng nên một cộng đồng lớn mạnh và cực kỳ hăng say với công việc. Khi độ tuổi đã gần bước sang tứ tuần và nhận thức được rằng cơ thể không thể tiếp tục duy trì chơi thể thao nhiều như hồi trước, Lizarazu đã theo nghề mà rất nhiều cầu thủ sau khi giải nghệ đã làm, đó là xuất hiện trong các chương trình bình luận bóng đá và truyền hình. Với một gương mặt lãng tử, góc cạnh và giọng nói trầm ấm, sang trọng, đậm chất Pháp, Vicente Lizarazu đã suýt ẵm về giải thưởng Micro Dior, Micro Vàng của kênh RTL vào năm 2009. Thời điểm hiện tại, dù đã không còn xuất hiện thường xuyên trên sóng truyền hình Pháp, nhưng không vì thế mà nói, Lizarazu là một người nhàn rỗi và chỉ biết hưởng thụ. Anh luôn là con người bận rộn với những ước mơ và hoài bão của mình. Có người đùa rằng sẽ có khoảng thời gian sẽ thấy anh ta suốt ngày ngoài biển, hay thi thoảng mở TV có thể thấy anh chia sẻ những câu chuyện của đùi ảo số và nở nụ cười thân thiện trước ống kính. Hoặc có thể tình cờ bắt gặp Lizarazu đang đi đường quyền với môn võ Jiu-Jitsu. Trọn vẹn có lẽ là cụm từ hay nhất mà Cảm có thể nghĩ ra để nói về cuộc sống của Vicente Lizarazu cả trước và sau sân cỏ. Những nỗ lực, cố gắng của hậu vệ trái sinh năm 69 đã được đền đáp vô cùng xứng đáng và trọn vẹn với những thành tích đáng nể trong sự nghiệp cầu thủ từ Bundesliga, Champions League ở cấp câu lạc bộ cho đến World Cup hay Euro trong mùa ảo tưởng quốc gia. Bên cạnh đó là một cuộc sống đầy viên mãn sau khi giải từ sân cỏ với vô số những hoạt động có ích không chỉ cho bản thân mà cho cả cộng đồng. Quả thực dù không cao, nhưng Lizarazu đã khiến cho ai cũng phải ngước nhìn bằng sự thán phục và nể trọng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong từng hành động của anh suốt hơn 50 năm qua. Just like a seed in a garden, you will grow to be tall.